Em có theo dõi The Masked Singer của quốc tế thì em nghĩ là sao Việt Nam không có một đơn vị nào đó đem chương trình này lại về làm. Đến hôm nay thì em có cái duyên là gặp một ekip rất là năng nổ và rất là quyết liệt trong cái cách làm việc. Đất Việt đã làm. Dạ đúng rồi. Khi mà ngồi vào bàn họp thì vài câu đầu tiên là em cảm thấy là anh chị rất là hợp với là cá tính của em. Biết Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Có snack khoai tây lây cho Tết siêu đoàn tụ cùng Lay's chung vui. Tết là vui chung. Chọn dinh dưỡng lành mạnh, chọn Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition. Shout out to Hoàng Tôn and Cutie. Oh. Hey Cutie. Baby em là một ngôi sao. Về tính luôn quay mỗi đêm với đợi được cùng bài hơi cao. Mấy anh ngay cái bên tới ngày lên đẹp ngay đi. Cho đêm nay cái tên đêm em chỉ cần nó. Thì không có nơi cô đơn. Hey, 1, 2, 3, 4. Đôi chân cứ sải bước, em thì đang đi đâu? Đèn ông phía sau là mũi và cả là đang thi bầu. Nhưng mà tính anh đầy trong túi này đây. Jam rock lay sap, and you better really. Anh thì chưa từng dừng lại. 3 năm công như GZ, chỉ cần nghe giọng anh nói. Turn you on a Siri, show một icon KK. Do you love the Kiki? So bad. Okay đi, mình go out. Nơi không ai nhìn là go in. Anh boy chung tình lâu mau. Nhưng ngôi sao như này, sold out. Hai bên anh và người em mơ 100% là không lần tranh. Đây thêm thằng trong gương bởi vì nó còn mơ bằng anh. Yên tâm đi vì anh chỉ thấy em đời. Dù là ngôi sao hay sẽ hát trên trời. Sao về tính luôn quay mỗi đêm với được cùng về hơi cao. Mấy anh ngay kế bên tới ngày lại để thêm ngày đi. Cho đêm nay cái tên nên em chỉ cần nó. Người như em thì không có nơi cô đơn. Đây thông minh không cần đôi co. Hoa xinh chân lên đưa anh làm voice show. Anh không muốn nghe hai từ thôi mà. Cause I know you bad, cho một đôi. Anh thừa nhận anh không hoàn hảo, anh không có sao. Anh chỉ mới đẹp trai gần đây nó từ khi ra rồi. Nhưng mà babe you hot như là Kali. Đến tóc anh còn phải dừng đứng lên. Quên đi số phone của mọi cô bây giờ ai cần. You dopamine em làm tim không còn chai sần. Cho em tra anh trong hồ sơ Panama. Chẳng là anh giấu mùa cho em đâu chê em cả ba nãy dâu. Nên đừng say no. Khi về tin khác ở xung quanh sợ KO. Đưa em xem store hàng mức cao mình bay vô. Và anh make your rain nên là cho em KO. Sao về tình với đứa được cùng bay cao. Mày anh ngay kế bên tới cả lời đời từng ngày đi. Cho đêm nay cái tên nên em chỉ cần nói. Người như em thì không có nên cô đơn. Người như em thì không có nên cô đơn. Rồi em á, từ xa chỉ dám đứng xem. Hơi cười nghe dễ thương. Everybody tránh đường. Nhưng em ở mắt anh trông thế là phải match nhanh. Mong em được để dẫn anh. Tim này mong mình lắm à. Come on. I think you found the right one. The good one. To fall in love. To fall in love. I think now is the right time. The good time. To be in love, to be in love, come on. Anh không phải bad boy, không dám hẹn là goodbye. Baby I can be the one to hit her back. Anh vô tâm một chút thôi, gặp em là sẽ khác thôi. I can be the one, I can be the one to hit her back. Cho người có
căn cước công dân của em. Anh chỉ mong được biết hết ý tư của em. Ba mẹ em ăn gì mà sao sinh ra em được? Cho anh nói nhỏ một câu. Hey girl, I freaking love you so. Nào là bánh bèo, bánh xèo, bánh dài. Không ai cuốn bằng em được. Thank you for the right one, the good one. To fall in love, to fall in love. I think now is the right time, the good time. To be in love, to be in love. Come on. Anh không phải là bad boy. Anh vô tâm một chút thôi. Gặp em là sẽ khác thôi. Baby, I can be the one, I can be the one. Chú gì hơn đây. The right one, and it's the right time to fall in love, baby. Chắc chắn rằng em là người anh kiếm tìm. Vậy thì còn chân cho gì nữa? Let's go. Woo! Oh yeah, Trần Tiểu Vy. Cho bộ sưu tập The Printon của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông. Qua phần trình diễn của Hiếu thứ hai và Trọng Hiếu cùng với Miss Việt Nam Tiểu Vy và Miss World Việt Nam Lương Thùy Linh cùng với những người mẫu xinh đẹp của công ty Nomad Management Việt Nam thuộc tổ hợp Đất Việt VAC Group Holdings. À, hình như đây là lần đầu tiên mà Hiếu thứ hai với Hiếu thứ ba hợp tác hả? Đúng không tụi em? Ờ, vâng ạ. Vì sao lại có cái sự hợp tác này của hai bạn? Baby nói cho nghe, em hãy nói cho nghe những điều mà điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua. Là một trái tim anh nhưng mong quà. Em không biết từ đâu luôn. Chắc là do là em với anh tên Hiếu nên là có sự hợp tác đó. Nha, yeah. Anh nghĩ đó là một cái cơ duyên hả? Tất cả mọi người mà tên Hiếu ấy thì đẹp trai. Hiếu thứ hai thì đẹp trai là biết rồi đúng không? Dạ, yeah. Nhưng mà các anh Hiếu khác thì Hiếu không rõ ràng lắm ạ. Không, anh cũng đẹp trai mà. Em thấy ổn không? Em thấy ổn mà. Mấy bạn nữ ở dưới là banh xác luôn. Và anh hiểu là yeah, anh phải đẹp trai tới mức nào mọi người mới như vậy chứ. Anh em có thấy là các người tên là Hiếu có ok không ạ? Có chất không ạ? Em thấy sự chân thành ở trong đôi mắt của mọi người nha. Tôi thấy hai ông này ông hát trên này rất là style nha. Người ta làm đủ thứ chuyện. Mấy bả la tôi không nghe một chữ nào ở trên này hết. Dễ sợ thôi. Tình yêu mãnh liệt dành cho những người đẹp trai đúng không ạ? Dạ, yeah, cảm ơn các bạn. Và thưa quý vị, đứng kế bên Trấn Thành, đây là cái người đã mang đến 15 bộ mascot tuyệt đẹp cùng với những mascot cho những khách mời đặc biệt trong chương trình The Masked Singer. Thưa quý vị, nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông. Chắc là bây giờ chúng ta sẽ mời Ngô Mạnh Đông Đông cùng qua trò chuyện với quý vị khán giả một chút xíu nhân chủ đề đẹp này nhé. Cảm ơn một lần nữa Lương Thùy Linh, Tiểu Vy,
Trọng Hiếu và Hiếu thứ hai và tất cả các người mẫu của công ty Nomad Management Việt Nam. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và trước mắt của chúng ta là phù thủy thời trang Ngô Mạnh Đông Đông, là cái người mà đã thức đêm, thức hôm, mai từng cái hoa, từng cái lông chim cho 15 cái mascot của The Mad Singer. Xin một tràng pháo tay cho Ngô Mạnh Đông Đông ạ. Rất là tài năng và nhiệt huyết cho chương trình. Thực sự quý vị biết không, để làm hết mấy cái bộ đồ đó nó mất thời gian lắm đó. Nhắc tới là rung tay. Đó, nên lát nữa mình hỏi tâm lý coi làm sao. Thì thưa quý vị, cái chủ đề talk show của chúng tôi lần này đó là đẹp tâm mà vương tầm nữa. Mình làm những cái điều đẹp để mình cống hiến cho nghệ thuật, mà còn làm những cái hành động đẹp, lối suy nghĩ đẹp để mang đến cho cộng đồng một cái cảm hứng tích cực để mọi người có thể làm giống như mình. Thì Trúc Thành cũng muốn giới thiệu, ngồi kế bên Ngô Mạnh Đông Đông là một cái người phụ nữ rất là nghị lực. Bản thân chị là luật sư, nhưng mà chị có một cái sở thích nó rất là thú vị, mà chính vì cái sở thích đó lại vô tình mang đến cho chị một cái kỷ lục quốc tế. Chị là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đã chinh phục được đỉnh Everest vào ngày 16 tây tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị, xin giới thiệu chị Celine Nhã Nguyễn. Có tin không thưa quý vị, một người phụ nữ chinh phục đỉnh Everest. Thật sự là amazing. Sẵn đang giới thiệu chị thì Thành cũng muốn hỏi chị luôn là ở đâu lại có cái suy nghĩ đó hả chị? Em nói thiệt, nó vừa nguy hiểm mà nó vừa táo bạo. Cảm ơn câu hỏi của Trấn Thành. Mình rất là hân hạnh được xuất hiện trong chương trình Sống 23 cùng với những khách mời xinh đẹp và cùng chia sẻ với mọi người hành trình mà mình chinh phục đỉnh Everest. Câu chuyện này bắt đầu cách đây khoảng 10 năm. Khi mà lần đầu tiên mình được ngắm nhìn ngọn núi Everest khi mà đang đi trên một chiếc trực thăng cùng với gia đình, thì nhìn xuống cái dòng người đang đi trekking, rất là mong muốn một ngày nào đó có thể cùng xuống phía dưới kia cùng với mọi người để đi trek. 5 năm sau thì mình bắt đầu lập ra một kế hoạch để leo lên đỉnh Everest, và mình theo đuổi nó trong khoảng 5 năm, và đến tháng 5 năm vừa rồi thì đã lên được trên đỉnh. Chị có nhớ độ cao của nó là bao nhiêu không? Everest có độ cao là 8.848,86m. 8 cây số cao. Wow. Từ đâu mà mình lại có cái ý tưởng đó? Chị muốn do something crazy hay là chị muốn chinh phục bản thân? Mình là một luật sư thì cái môi trường làm việc nó đòi hỏi có những cái chuẩn mực và khắt khe. Tuy nhiên bản thân mình lại là một người có cá tính phóng khoáng, muốn khám phá về thế giới và mong muốn đi đến những cái miền đất lạ. Chính vì vậy thì mình không muốn dán mắt vào cái màn hình máy tính mỗi ngày từ 8 tới 10 tiếng, mà muốn đi ra ngoài kia, muốn xem thế giới tươi đẹp như thế nào. Và cái ý định chinh phục Everest nó đến từ đó. Wow, đúng là khâm phục đấy. Anh nghĩ là anh lên chắc chừng cỡ nửa, không tới nửa ngày thôi là tôi xỉu rồi. Tôi nhớ có một lần mà tôi đi núi tuyết ở Hàn Quốc á. Trời đất ơi, tôi đi bằng cáp treo thôi mà tôi lên có một đoạn núi tuyết thôi. Tôi thở như bò thở. Mà cũng hiểu là sao một cái người phụ nữ có thể lên được 8.000 mấy mét trên kia, hay thật ấy. Chị quá phi thường. Và cái điều đó thưa quý vị, mình đang nói về cái sự vươn tầm mà. Với những cái người phụ nữ như vậy thì cái tên của chị sẽ đặt ra những cái kỷ lục và thế giới sẽ biết đến. Đó là một cái kỷ lục được xác lập cho cả quốc tế. Bây giờ nói về những cái người mà cũng vươn tầm thì đây, thưa quý vị, Ngô Mạnh Đông Đông, quý vị thấy là người ta sáng tạo thời trang thì thôi, người ta dừng lại ở mặt đẹp thôi. Cái người này lại muốn làm cái gì đó nó đặc biệt hơn. Đầu tiên là từ việc Đông Đông làm những cái trang sức thời trang thú vị. Những cái con mascot của chương trình là những cái thời trang mà từ trước đến giờ không phải là cái major của bạn. Nhưng em bị thuyết phục bởi cái gì? Kính chào mọi người và anh Thành. Thật ra thì em đam mê thời trang từ hồi em học lớp 4, lớp 5 rồi. Em có những cái điên rồ trong suy nghĩ từ nhỏ, nó ăn trong máu của mình rồi. Sau này thì mình thích làm những điều đặc biệt. Thí dụ như là có một lần em làm việc với Beyoncé, đó là dấu son đặc biệt của cuộc đời em, là sản phẩm Việt Nam, người Việt Nam làm ra và được sao Hollywood hàng đầu thế giới sử dụng. Đó là cái ước mơ của mình, là làm vương tầm sự tài năng của người Việt Nam. Sau đó một khoảng thời gian em có theo dõi The Masked Singer của quốc tế, thì em nghĩ là sao Việt Nam không có một đơn vị nào đó đem chương trình này lại về làm.
đến hôm nay thì em có cái duyên là gặp một ekip rất là năng nổ và rất là quyết liệt trong cái cách làm việc. Đất Việt đã làm. Dạ đúng rồi. Khi mà ngồi vào bàn họp thì vài câu đầu tiên là em cảm thấy là anh chị rất là hợp với là cá tính của em, làm sống làm chết giống như em. Em thà là chết trên cái bàn máy bay đó chứ em không thể làm ra một sản phẩm không đẹp. Mình phải làm vì trái tim của mình thì chắc chắn sản phẩm nó sẽ đẹp. Em biết đến anh Đông Đông là do một cái post là anh Đông Đông làm trang sức cho nữ ca sĩ Hollywood Beyoncé. Và lần đó là em rất là ấn tượng. Và sau đó là khi mà về Việt Nam rồi và có cái cơ hội để làm việc với lại The Masked Singer và làm việc với Đông Đông, và em được mặc cái bộ mascot đó nữa. Anh biết là cái bộ đồ mây của em á, nó nặng và nó lùng bùng. Em cảm nhận được từng cái đường mây và từng cái chi tiết, nó rất là chất lượng và rất là chắc luôn á các anh chị. Và cảm thấy được team của Đông Đông rất là tài năng. Nói chung là tôi cũng có được một bộ đồ cưỡng ké của nhà thiết kế, một bộ đồ nấm độc. Em rất là vinh hạnh khi được làm đồ cho anh đó, tại vì anh là một người truyền cảm hứng cho em, bởi vì em rất là thích xem những cái người mà khi mà làm cường độ công việc đó, thời gian đó, nhưng mà họ vẫn tươi trẻ, giống như là quay rất là lâu nhưng mà anh vẫn có tràn đầy năng lượng. Em không biết là tại sao mình lại không cố gắng như người ta, mình phải cố gắng như vậy. Cảm ơn Đông vì cái lời khen ngợi đó. Anh cũng nghĩ như em là có thể anh chết trên cái sân khấu đó, chứ anh không thể đuối trước những khách mời của anh. Thưa quý vị, chúng ta chỉ có một lần để sống thôi, và chúng ta nên có tự trọng trong cái công việc của mình. Khi mình làm nó tốt nhất thì mình mới cảm thấy mình có giá trị trong cái việc mà mình theo đuổi, đúng không ạ? Nếu mà chị có việc leo núi thì người ta phải leo cho tới, người ta mới dừng lại, chứ không phải như em nữa ngày em dừng. Tôi có nghe một cái câu này của một cái người legend nhất nhì của Việt Nam. Ông nói là chúng ta làm một cái người cống hiến tử tế, bản thân cái việc đó nó là một công việc dũng cảm. Tại sao mình dùng cái từ dũng cảm? Tại vì khi mình là một nghệ sĩ tử tế, chắc chắn các bạn phải phấn đấu nhiều hơn người khác. Các bạn phải chọn cái đường dài và chinh phục cái khó hơn ta. Ngô Mạnh Ông Đông có thể may một cái áo rớt lên rớt xuống, nhưng không, người ta phải may cho chắc. Cái cô này có thể dừng lại nửa đường, cô đi cáp treo lên, không, cô leo lên. Đúng không quý vị? Chúng ta muốn làm cái gì đó tử tế, chúng ta phải đi đến cuối cùng của nó. Chúng ta chọn cái con đường khó hơn, cực hơn, mà chưa chắc cái đó tiếp cận được nhiều người hơn, thì đó là một công việc dũng cảm. Nhưng nếu chúng ta không có trách nhiệm với cái việc mình làm, mình có thể làm hỏng cả một thế hệ trong cái công việc đó. Tại vì người ta thấy mình đi đầu, người ta sẽ bắt chước mình, rồi từ đó người ta nghĩ cái đó là tiêu chuẩn tốt để người ta bám theo. Thì tôi nghĩ chúng ta đang chọn một cái sứ mệnh inspire để truyền cảm hứng cho mọi người. Mình nên có trách nhiệm với cái điều mình làm. Yeah. Yeah. Bây giờ nói một chút về cái bộ sưu tập mới của Đông Đông đi. Thì Katie nãy thích không? Dạ thích. Em cũng mong là một ngày nào đó em được mặc một cái chiếc váy của anh. Với lại nãy em ngồi kế chị Phương á, bị ghiền cái băng đô mà anh làm nói hoài luôn. Trông rất là xinh, hai chị em ngồi dưới bàn với nhau. Sao em bảo trong bộ sưu tập này rất là giống các cô đang súng xính đi thử giày, xem cô nào đi vừa của Hoàng Tử. Thật ra thì ở đây 5 người đều đã từng sử dụng sản phẩm của em. Có thể là Talit liên hệ em sẽ làm đồ. Ồ, em nhớ mày, em trên nhớ. Đường đời chúng ta mượn đồ, đã từng mượn của người ta. Tại vì em muốn hỗ trợ tất cả anh chị em của mình đấy. Le Printemps là bộ sưu tập đầu tiên trong nhãn hàng đồ nữ Ngô Mạnh Đông Đông của em. Em cảm tác từ bức tranh của một danh họa, có rất là nhiều màu sắc trên đó. Thì nội dung cái bộ sưu tập này là nói về vẻ đẹp của mùa xuân và vẻ đẹp của người phụ nữ. Em thiết kế thời trang đối với nữ thì em rất là thực tế. Em muốn làm những cái trang phục có thể thể hiện cái tinh thần nghệ thuật của mình. Thứ hai là những cái bộ trang phục mình có thể mặc được đi bất cứ cái tiệc nào khác, hoặc làm những cái trang phục tôn trọng về sự thoải mái trong chất liệu. Nên em ạ, đúng rồi. Có nhiều người sáng tạo quá cho nên là chỉ mặc đúng có đứng được chụp hình thôi chứ không ngồi được. Nhưng mà có một bộ là nó có cái nón hình như gọi là táo quân đúng không? Hồi nãy có cái nón táo quân cho bạn. Cái này là trên trang phục thì vẫn sẽ là một cái trang phục ready to wear. Nhưng mà em lại thích khi mà trình diễn nó sẽ có những cái điều đặc biệt. Thì đó chính là táo quân, nhưng mà nó phải 2020 hả? Dạ. Yeah. Táo quân cũng phải đẹp chứ. Anh làm cái gì vậy? Mây mây, nó rất là đẹp. Yeah. Tôi hy vọng là Đông không những chỉ là đang làm đẹp cho mọi người, mà tôi hy vọng là Đông cũng sẽ giữ được những cái suy nghĩ đẹp như thế. Chẳng hạn như những cái suy nghĩ là cho anh chị em mượn đồ một cách rất là thoải mái và enjoy. Và yeah, cảm ơn em rất nhiều. Riêng về chị thì Thành được biết là hình như là ngoài cái Everest là chị còn leo hết những cái núi cao nhất của cả 6 châu lục luôn đúng không? Leo núi đúng là một cái niềm đam mê cá nhân của mình. Và trong cái hành trình đó
mình đã được đi đến rất là nhiều quốc gia trên thế giới và leo lên những cái ngọn núi rất là ít người đặt chân đến. Một trong những số đó là châu Phi, ngọn núi cao nhất châu Á, ngọn núi cao nhất châu Nam Cực, ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ và ngọn núi cao nhất châu Ấn Độ Dương. Wow, amazing! Bên châu Đốc mình leo chưa chị? Đó có thể là một trong những cái dự định tiếp theo của mình với Thành à. Mình qua cái châu đó luôn thử coi có nó làm sao. Dạ. Thành thấy rằng là cái điều mà chị làm á, nó không những chỉ là cái việc mình leo núi đâu, nó là một cái điều đó inspire để người ta thấy rằng phụ nữ có thể làm bất cứ một cái chuyện gì đàn ông cũng có thể làm được. Đó cũng là một cái cử chỉ và suy nghĩ rất là đẹp để mình truyền động lực cho những người khác. Em và các chị ở đây cũng đều là phụ nữ với nhau và cũng đều đang trong một cái con đường mà theo đuổi cái sự thành công và cũng cần phải học hỏi. Và cái câu chuyện của chị nó truyền cảm hứng cho em rất là nhiều để tụi em có thể lấy cảm hứng để tiếp tục làm cái công việc của mình. Cái lúc mà chị mệt nhất chị nghĩ đến điều gì? Leo núi nó là một cái chặng đường dài, thì mỗi một khi mỏi mệt mình đều luôn nghĩ tới cái lý do tại sao mình lại bắt đầu cái chuyến leo này, lý do tại sao mình lại làm việc này. Nó cũng giống như những cái việc khác ở trong cuộc sống thôi, không chỉ là leo núi. Mỗi một cái mục tiêu mà mình đặt ra thì đều cần phải cố gắng, cần phải nỗ lực đạt được nó bằng ý chí và bằng cái sự kỷ luật của bản thân. Cái này đáng học hỏi nha. Có bao giờ chị đã từ bỏ hay là chị đã thất bại khi mà chinh phục một đỉnh núi nào đó, xong rồi về nhà mình tự vấn lương tâm mình, xong rồi mình quyết định là mình chinh phục hết luôn không? Hay là từ đầu là chị chinh phục được hết luôn chị? Có nghĩa là tái leo đó chị. Rất là may mắn trong cái môn leo núi, từ khi mình bắt đầu thì gặp rất là nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là về cái sự chuẩn bị kỷ luật của bản thân, có một cái chương trình tập luyện, cũng như là những cái chuyến leo đó gặp cái thời tiết vô cùng thuận lợi. Thành ra may mắn là chưa có bị thất bại. Nhưng cái việc đi leo núi này nó xuất phát từ cái phía chủ quan của chúng ta, còn những cái yếu tố khách quan như là thời tiết, như là những cái tai nạn xảy ra trên đường là cái điều mà con người khó lòng lường trước được. Em phải học cái điều này nha. Mình dùng đúng cái chữ của chị gọi đó là kỷ luật về ý thức của mình. Trước tiên là tôi không làm được 6 ngọn núi đâu, tôi sẽ làm với 6 ký mỡ của tôi trước. Dạ, đúng không? Mình phải quan tâm đến sức khỏe mình chút với em nha. Em thì sao? Em có bí quyết gì không? Hay là cũng giống như chị là ý chí với tinh thần? Dạ, thiệt sự là có. Bởi vì trong khoảng một năm vừa qua thì em bay đi bay lại ở Mỹ về Việt Nam và từ Việt Nam về Mỹ rất là nhiều cho show The Masked Singer. Nên là thành ra em cũng phải tự ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Các anh chị có biết không là em chọn những cái nguồn dinh dưỡng lành mạnh và em chọn thương hiệu dinh dưỡng toàn cầu là Herbalife Nutrition. Anh nghe nói là cái đó nó cũng work. Dạ, yeah, thiệt sự là trong những cái khoảng thời gian đó nó giúp em rất là nhiều. Bởi vì những cái lúc mà em ăn không được hay là không lên sân khấu mình hát nổi đó, thì em sử dụng và em cảm thấy là nó work với em. Chúng ta cũng có một vài hình ảnh về Herbalife Nutrition, chúng ta mời quý vị cùng xem qua. Trong cuộc sống, chúng ta có quyền lựa chọn. Sức sống là một lựa chọn. Sức khỏe là một lựa chọn. Dinh dưỡng lành mạnh là một lựa chọn. Hãy chọn Herbalife Nutrition, thương hiệu số 1 trên thế giới về quản lý cân nặng và sức khỏe, được hàng triệu người dùng và các vận động viên hàng đầu tin chọn. Chọn dinh dưỡng lành mạnh, chọn Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition. Và để trở lại với chương trình thì thưa quý vị, bằng một cái cách nào đó mà hình như năm nay là một cái năm mà Thành thấy là rất là thành công của các chị em phụ nữ Việt Nam trên khắp thế giới nhá. Ngồi kế bên tôi ở đây cũng là bốn người phụ nữ rất là xinh đẹp và thành công nha. Rồi trong cái vòng chung kết của Masked Singer cũng toàn nữ không nhá. Nào là Mira, rồi Thùy Chi, rồi chị Hà Trần và cả Ngọc Mai. Bây giờ nói chút về quyết tâm của nhau đi. Trong đang quyết định năm nay là quyết tâm gì nè, nói nè. Em sẽ quyết tâm mở được cái cửa hàng tiếp theo của em để phát triển ba dạng hàng của em. Ok, em có dự định quận mấy chưa? Em chưa, em đang coi phong thủy. Rồi, em năm nay em quyết tâm làm cái gì? Từ sáng giờ đi quay mọi người khen em có sức sống hơn so với năm rồi. Okay. Nên năm nay em sẽ cố gắng giữ vững và phát huy nhiều hơn. Ok, ok. Katie ơi, em có quyết tâm làm gì không? Em mong là mình có thể trở thành một nhà sản xuất phim. Và hiện tại thì em đang cố gắng học hỏi thật là nhiều, đi học thật là nhiều lớp về sản xuất. Mặt này mặt làm sếp nha. Ok, thế còn em có quyết tâm gì không? Dạ, em cũng sẽ cố gắng trong năm 2023 em sẽ ra được nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng để mà em còn có thể ngồi đây với các anh chị trong sống 2024 nữa. Sợ không có đặc lực luôn rồi đó nha. Ok, còn Phương
Em thì vẫn giữ nguyên một quyết tâm giống như lời hứa từ đầu chương trình thôi. Đó là em sẽ quyết tâm dã đông và em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, ra những sản phẩm âm nhạc ác, tham gia những show truyền hình thực tế ác. Quyết tâm. Em phải tham gia The Masked Singer. Ví dụ chị có tham gia chị sẽ Ok. Chị bây giờ 6 châu chị leo hết trơn rồi, bây giờ năm tới có mục tiêu gì kế tiếp chưa? Chị, Châu Đốc An Giang là đúng quê rồi, em, có gì Châu chị Đốc của Trấn Thành. Ok, đi leo Châu Đốc của Trấn Thành, đề nghị á. Bây giờ tôi không chinh phục được 6 đỉnh núi, tôi chinh phục trước tiên 6 ký mở của tôi. Năm sau coi cùng mình chinh phục được không nhá. Thưa quý vị, đó là những câu chuyện truyền cảm hứng về cách suy nghĩ đẹp. Và chúng ta đẹp tâm thì chúng ta sẽ có thể vươn tầm thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái talk show này của chúng tôi.